Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua đặt hàng xong thấy chốt đơn tổng ly lại chị này. Chờ hôm nay bà đặt lại đi chị nhá. Thank you.
02
bông lửa màu 50.000 luôn cho em nhá mọi người nhá. 18 cân cho đến sọc này, 18 cân cho đến 38 cân. 18 cân đến 38 cân cho em mã 02 này, 50.000 nhá. 02 50.000 cho em này. Này đây là 02 50.000 cho em. Rồi ok, Marin Bình có 01 rồi ok này. Các chị phải lên đúng cú pháp cho em nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 02 50.000 cho em nhá. 02 50.000 cho em. 50.000. Full size cho bé là từ 18 cân đến 38 cân và có 10 à có mấy chiếc hơn 10 chiếc thôi nhá. Không lựa màu cho em này. 01 có 20 cân nhá, Kim Phượng nhá. Có một cái. Kim Phượng lên số điện thoại đi. Kim Phượng lên số điện thoại đi. Hà Ngân lên số điện thoại, các chị lên số điện thoại nào. Các chị ơi lên số điện thoại nhá, không có số điện thoại không chưa đơn được đâu. 02 02 50.000 cho em nhá. 02 50.000 cho em. Full size cho bé là từ 18 cân đến 38 cân cho em, không lựa màu cho em nhá. 02 50.000 có đợt 12 cân. Rồi này, Thái Phương có 01 tố ok này. À, Kim Phượng có 01 này ok này, 01 20 cân có. Đây 20 cân mặc cái số 8 này. Cái này đây là 02 nhá mọi người nhá. 02 cho em ạ. 18 cân đến 38 cân 50.000 cho em. 02 02 nhá. 18 cân đến 38 cân cho em này. Đấy. Là kiểu sọc nha mọi người. Cái này là kiểu sọc cho em, cổ sen và cổ trắng nhá mọi người nhá. Cái này là chung một kiểu cho em nhá mọi người nhá. Chưa biết đâu chị Hiền Phạm ơi, hôm nay đặt đơn thêm rồi chờ rồi cọc tiền đi rồi mới đi đâu nhá. Cọc tiền đi đã nhá. Rồi cái này lên là 02 cho em với giá là 50.000. 50.000. 50.000 mã số lên là 02 cho em nhá. 01 không có 30 cân đâu nhá. 01 không có 30 cân đâu. 02 cho em 50.000 cho em này. 02 50.000. Rồi lên mã tiếp theo cho em 03 này. Rồi cái này lên cho em là 03 này. 01 nhà em không có 30 cân đâu chị Kim Tuyến Nguyễn ơi. Mã tiếp theo lên cho em 03 này. Váy nơ này, váy nơ cho em 03 này, con này size 10 cân đến 15 cân cho em, 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em 03 nhá. 03 cho em này. 39.000 cho hết luôn này này. 03 39.000 cho em này. 02 không lượng màu đâu, mấy cái hàng lẻ size này em đang xả hàng lẻ size thì không lượng màu đâu các chị ạ. Nhá. Rồi cái này lên cho em là 03 39.000 cho em, 10 cân đến 15 cân cho em 03 này. Cái này lên là 03 cho em, 39.000 cho em nhá mọi người nhá. Ở sau có dây buộc thắt eo rất là xinh luôn ạ. 10 cân đến nơ liền nhá, cái này là nơ liền. 10 cân đến 15 cân, 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em nhá. 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em này. 03 39.000 cho em ạ. 03 39.000 không lựa màu đâu nha các chị ơi. Thì kim cương nhá, không lựa màu nha, nhà em lựa màu thì em không bán 50.000 thôi, mới thật đấy. Vì có mấy cái lẻ sai nên là không lựa màu nhá. Ok chị Hiền Phạm này. Cái này lên là 03 cho em này. 03 cho em này. 39.000 cho em, mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại. Chị nào không có cân nặng và số điện thoại em không chốt nha. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. Đúng rồi chị Hiền Phạm ơi, ngân hàng Agribank nhá. Ở trên ảnh bìa của em nó có các ngân hàng đấy, chị cọc được cái vào cái nào thì chị cọc nhá. Rồi cái này lên là 03 cho em nhá. 10 cân đến 15 cân cho em này, 39.000, 39.000 đồng cho em. 03 nhá chị nhá. Kèm cân nặng, kèm số điện thoại cho em là có đơn. Túi á, em từ bóng kính á, từ bóng kính ở đây ở trong cái thùng ấy có mà. Đây này, con này từ bóng kính này. Rồi chỉ có một, có một màu thôi, 03 có một màu này thôi, xinh lắm. 03 49.000 cho em nhá. À 39.000 đồng cho em nhá. 39.000 đồng mã hàng cho em là 03 kèm cân nặng và kèm số điện thoại đi. Rồi cái này lên là 04 này. Là tiếp theo lên cho em 04 này. Là tiếp theo này. Cái này lên 04 này, 13 cân đến 17 cân cho em. 04 34 tuổi mặc vừa cho em 04 này, 49.000 luôn này. Cái này em đang lên hàng lấy size nên các chị không được lượng màu nhá, lên cân nặng cho em nhá. Rồi cái này lên là 04 cho em này, 49.000 đồng cho em này. Size 10 14 cân đến 17 cân nhá, 14 đến 17 cân cho em, 34 tuổi mặc vừa. Cái này lên cho em 04 không lượng màu này. Toàn màu xinh thôi. 04 nhá. Cái này lên là 04. Các chị ơi comment trên một dòng thôi, đúng cú pháp em ghi bên dưới này. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại là có đơn mà. Cứ comment đúng cú pháp cho em nhá. Cái này lên là 04 cho em đi. 04 cho em nhá. 13 cân đến 17 cân cho em ạ. 13 đến 17 cân, 34 tuổi mặc vừa. 04 49.000 cho em này. 04 49.000 đồng cho em. Không lựa màu 04 nhá.
Các chị yêu cố gắng là hàng của size nên là cố gắng đi đơn 2-3-4 sản phẩm trở lên nhá. Ok được nha chị Hiền Phạm nhá. Được. Bộ em mà không bán. Rồi cái này lên cho em là 04 đi. 04 cho em nhá. Không để cho mình nghe đi. Chắc là khách đang ngay cứ gọi mà. Giờ 04 cho em. 04 không lựa màu có 5-6 chiếc hoa lên cân nặng cho em với nha. 14-17 cân 3-4 cân nặng vừa 04 cho em nhá. Em 04 đấy. Chia luôn 04 đấy. Em chia đi. 04 là cái kia là cái chấm vi này này. 03 nhá. Nhớ. Rồi lên tiếp cho em mã số 05. Rồi mã tiếp theo lên cho em này 05 này. Mã tiếp theo lên cho em 05 10 cân này, từ 10 cân đến 15 cân cho em váy thu đông nhá. 05 em tặng luôn các chị luôn 49.000 luôn 05 này. Mã này lên cho em là 05 49.000 đồng cho em. 49.000 mã này lên cho em là 05. 12 cân có ra đây 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 12 cân đây. Cái này lên là 05 cho em đi. 05 cho em này. Con này có size cho bé là từ 10 cân đến tầm 15 cân 1 đến 3 tuổi mặc vừa 05 cho em 49.000 luôn này. 49.000 đồng 05 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 05. Ở đây là 05 cho em bộ dài tay đại à có. À thế đại thì chỉ còn cái bộ hôm trước thôi chị Loan là chị đặt rồi ấy. Hết rồi chưa về thêm. Rồi cái 05 này 10 cân đến 15 cân vui lòng nghe cân nặng nhá để lỡ phải hỏi nha mọi người nhá. 10 cân đến 15 cân 1 đến 3 tuổi mặc vừa cho em này 3 tuổi không có. 49.000 một váy 05 nhá. 05 cho em đi. Cái này lên là 05 này. 49.000 cho em nhá. 49.000 đồng cho em nhá. Bảo Nhi à em báo biểu điện nhá. Rồi chị nào lấy 05 thì comment 05 nhá mọi người nhá. 49.000 một cái nhá. 49.000 mọi người ơi chia sẻ like đi mọi người ơi chia sẻ like cho em đi. 49.000 một cái 05 cho em này. Rồi lên bộ này hết chưa vậy? Kim Loan muốn lên số điện thoại đi chị. Kim Loan gửi lên số điện thoại đi. Kim Loan gửi lên số điện thoại cho em đó. Lên xa lớn nha. Ok lên xa lớn này. Cái này là nhìn cái này chị mới lên ấy. Đây này đấy. Rồi cái này lên cho em là 06 này. Cái này lên cho em là 06 này. Rồi 06 size cho em là 25 cân đến 25 cân đến 35 cân cho em nhá. Mã này lên 07 cho em này. 20 cân đến 35 cân cho em này. Mã hàng 06 này. 06 tặng luôn cho em này. Cái này 60.000 luôn nhá. 60.000 06 này. Chị nhận đồ rồi đẹp nhé. Cảm ơn chị Diệu Nghiêm, Nguyễn Nghiêm này. 05 có một màu thôi. Em có màu gì em lên hết màu đó rồi. Cái nào được chọn màu thì em nói được chọn màu. Còn cái nào không lựa màu là không lựa màu. Mà mấy mã hàng đầu là em đang xả hàng lấy sai. Nên là các chị vui lòng lên cân nặng nha mọi người nhá. Rồi cái này lên là 06 cho em này. 06 này size 20 cân đến 38 cân cho em 06 nhá. 60.000 cho em 06 nhá mọi người nhá. 05 em còn. Rồi 06 này. Đây là lên 06 cho em này, cổ trắng này. Có mấy cái thôi 06 kèm cân nặng đi 60.000 cho em nhá. Có cả màu hồng và màu xanh nhá mọi người nhá. Có cả màu hồng và màu xanh cho em 06 này. 50.000 này. 50.000 à quên 60.000 nhầm nhầm. 60.000 cho em này. Còn áo này lên cho em này. Áo này sale luôn này. 07 này. Áo này có size gì đấy? Linh Lam. Rồi mã tiếp 07 cho em này. Thấy chị Tuyến Phạm. Các chị ơi cứ lên đúng mã hàng này. Kèm cân nặng này, kèm số điện thoại nhá. Hàng lẽ sai thì đặt dư 4-5 cái trở lên. Để đến mai được thì được cái nào thì chốt cái đó nha mọi người nha. Đi đâu ít nhất là phải từ 3 sản phẩm trở lên cho em nhá. Hàng lẽ sai ấy. Rồi cái này lên cho em là 07 cho em áo này. Rồi 06 em hết nhá. Rồi kho áo cho em size 15 cân đến tầm 22 cân. 15 cân đến tầm 22 cân cho em. 13 cân đến 22 cân này. À thế à? 5678. 5678 là sai gì? 5678 làm gì được bạn cân vợ? Sai số 5 này. Rồi lên cho em con này sai 15 cân đến 25 cân đi. 15 cân đến 25 cân cho em. Bạn này lên là 08. À 08 đúng không? 08. À 07 à. 07 nhá. Comment đúng mã số đấy mọi người. 07 cho em tặng áo này cho em 50.000 luôn này. 07 50.000 cho hết luôn đi này. 07 có mấy cái nữa 07 nhá. 15 cân này đến 25 cân cho em 07 50.000 cho em nhá. Không lựa màu. 07 á. Cái này đây là 07 cho em. 06 em hết rồi. 06 em 06 rồi. 06 em hết rồi. Các chị đừng chốt 06 lại nha mọi người ơi. Đừng chốt 06 nữa. Cái này lên là 07 cho em 50.000 size 15 cân này 2-3 tuổi cho em đến tầm 25 cân nhá mọi người nhá. 25 cân 6 tuổi cho em nhá. 07 50.000 của áo ạ. Không lựa màu nhá mọi người nhá. Áo này không được lựa
nha, đẹp quá. Cảm ơn chị Lê Hường này. Rồi mọi người ơi, chấm bài, phải tin, phải like và chia sẻ like để không bị ấn comment nhá. Em không đọc comment chốt đơn đâu, nên là các chị phải chia sẻ like để không bị ấn comment cho em nhá mọi người nhá. Đồ cho bé 37 cân có nhiều lắm. Rồi cái này lên là 07 cho em áo bèo nhá mọi người nhá. 50.000 một cái thôi, 15 cân đến 25 cân cho em này. Chất thô boy rất là mềm. 07 á, cái này lên là 07 kèm mà cân nặng. Và kèm súng thoại cho em là có đơn 50.000. 07 cho em nhá. Cái này size nhỏ nhất từ 13 cân là mặc được rồi á. 13 cân cho đến 23-25 cân cho em nhá. Cái này lên là 07 cho em 50.000. Nhỏ nhỏ à. 07 nhá mọi người nhá. Rồi lên tiếp nhé. Kèm cân nặng này và kèm số điện thoại cho em là có đơn 09 nha.
cho đến 40 cân ạ, size đại 18 cân đến 40 cân cho em 75.000 một bộ thôi nhá. 75.000 cho em 09 kèm cân nặng và kèm súng hoặc kèm mà có đơn nhá mọi người nhá. 09 nhá. 09 kèm cân nặng và kèm súng hoặc kèm mà có đơn nhá mọi người. 09 đi. Đây lên cho em là 09 nhá. Xinh lắm, cái này chắc đẹp lắm, cái này không đẹp không lấy tiền luôn á. Mình nhận hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị Thu Nguyễn nhá. 18 cân đến 40 cân cho em mã bộ là 09 cho em với giá là 75.000 một bộ ạ. Bộ 2 dây thì không có. 75.000 một bộ cho em nhá. Mã hàng kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. Cái này được lượng màu thì các chị lên màu luôn đi. Trần lên số điện thoại. Tuyết Trần lên số điện thoại nào. Tuyết Trần lên số điện thoại này. 75.000 một bộ. 75.000 một bộ cho em 09 nhá mọi người ơi. 09 này. Rồi còn mấy cái bộ này em tặng luôn cho các chị luôn, còn size mình size này đúng không? Mã số 10 này, miền Tây có ship. Rồi cái này lên mã số 10 14 15 cân. Rồi cái này lên 15 cân đến 25 cân cho em này, không lựa màu, bộ này tặng luôn 50.000 đã hết luôn này, mã số 10 đi. Lên cái này, mã số 10 cho em size 15 cân đến 30 cân cho em, mã hàng số 10 50.000 một bộ nhá. Cái này cũng là cotton dệt kim cho em này. Còn mấy bộ ạ? Cái này mã số 10 em còn có mấy bộ thôi nhá. Mấy bộ thôi các chị lên cân nặng không lựa màu, mã hàng số 10 thì không lựa màu cho em 50.000 một bộ nha mọi người nhá. 15 cân đến 30 cân cho em này. Các chị ơi nhớ là comment đúng mã số cho em nhé mọi người nhá. Đi đơn ít nhất là phải từ 2-3 sản phẩm trở lên cho em nhé mọi người nhá. Là mới có nhân viên gọi chốt đơn ấy. Rồi cái này lên cho em mã hàng số 10, 15 cân đến 30 cân cho em này, 50.000 một bộ. 50.000 một bộ, Cà Mau đi đơn rồi. 50.000 một bộ cho em nhá. 50.000 một bộ cho em nhá. Đấy cái này tặng luôn 50.000 không lựa màu, mã hàng số 10 cho em 50.000 không lựa màu cho em nhá. Không lựa màu nhá. Mã hàng số 10 50.000 size cho bé là từ 15 cân cho đến rồi bây giờ lên lại xem lại. 15 cân cho đến 30 cân, mã hàng số 10 50.000 nhá. Còn có mấy bộ thôi các chị lên cân nặng đi nhá. Không có cân nặng là không chốt đơn đâu nhá mọi người ơi. Mọi người phải lên cân nặng cho em nhá. Lên cân nặng cho em nha các chị nhá, rồi lên cho em một. Rồi mã tiếp theo lên cho em này, lên bắt đầu lên phái tiếp này. Siêu xinh luôn. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã số 11 này. Rồi cái này lên váy sau cho em 11 này. 11 size 10 cân đến 15 cân cho em, mã hàng 11 cho em nhá. 59.000 luôn. Cái này tặng luôn 59.000. Số điện thoại đi chị. Chị meo meo lên số điện thoại đi nào. Meo meo lên số điện thoại đi nhá. Cái này lên là mã số 11 cho em, váy sọc 10 cân đến 15 cân cho em 1 đến 3 tuổi nha mọi người nhá. 1 đến 3 4 tuổi mặc vừa, 1 đến 3 tuổi thôi ạ. 1 đến 3 tuổi 10 cân đến 15 cân. Mã hàng 11 59.000. 59.000 lên cái này cho em là 11. Mọi người ơi chấm bài thả tin thả la lên giúp em với nha. Mã hàng 11 cho em 59.000 đồng cho em này. 59.000 cho em có màu hồng với màu xanh nhá. Màu hồng màu xanh cho em 59.000 đồng cho em nha. Trang đi đơn rồi nhá. Đi đơn rồi. Rồi 11 này, cái này lên là 11, 10 cân đến 15 cân. Rồi mã số 10 em hết rồi, các chị ơi mã số 10 em hết rồi, đừng chọn mã số 10 nhá. 11 cho em đi, lên cái này váy xong cho em 11 cho em 59.000. 11 59.000. Em ơi chia đơn với Oanh đi, à với này. 11 nha, Linh ơi chỉ đặt hai cái váy hôm qua sao không thấy gọi chốt đơn á. An Ngân Thanh. Không thấy đơn. Chị An Ngân Thanh bây giờ vào đặt lại đi, bình luận bị ẩn ấy, bị ẩn cái comment ấy, chị vào đặt lại nhá. Các chị ơi vào đặt lại cho em nhá. Rồi cái này bên chị nào mà chưa được gọi chốt đơn thì bây giờ vào đặt lại đi, vì là sẽ sán đơn rồi hoặc là không có đơn. Mọi người phải chia sẻ like cho em ít nhất là một lượt trên trang cá nhân đi. Để đỡ bị ẩn comment nhá. Mã này lên là 11 ạ, 10 cân đến 15 cân cho em, mã hàng 11 này 59.000 một váy nhá. 59.000 một váy, mã hàng là 11 cho em, 10 cân đến 15 cân cho em này. 10 đến 15 cân cho em này, 11 nhá, mã hàng là 11 cho em. Em là cái số 5 góc bé tí mà em 27 cân thôi. Chị đọc nó 25 cân đấy em ạ. Em nhìn cái số 5 này, 5 bé tí rồi mà. Chị đọc lên 15 đến 25 cân mà. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 12 này. Cho em xem váy 30 cân rồi, ok mã số 12 này. Váy này lên cho em size cho bé là từ cái váy thân này, còn size gì đấy anh? Rồi lên cho em con này size 27 cân cho đến 40 cân cho em này. Mã tiếp theo lên cho em mã số là 12 nhá. Mã số 12 này.
25 cân đến 40 cân cho em này, 27 cân đến 40 cân, 27 cân đến 40 cân cho em này, không lượng màu, mã hay lên là 12 cho em với giá là 99.000 đồng cho em 12. Mã này lên cho em là mã số 12 đi. 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 đồng cho em 12 này. Bình Dương chưa ship đơn nha, chưa nhận đơn nhá chị. Rồi cái này lên cho em mã hàng 12 cho em này, cổ pha màu rất là đẹp luôn ạ. Mã hàng 12 cho em, size cho bé là từ size cho bé là từ 27 cân đến 40 cân nhá mọi người, size đại. 27 cân đến 40 cân cho em 99.000 đồng cho em này. 99.000 cho em 12 màu vàng, 12 lên cho em màu hồng, 99.000 cho em nhá. 99 bộ nào đấy mà nhiều ấy. Mickey theo chứ. Còn nhiều nữa nè. Còn nhiều. Rồi cái này lên là 12 cho em nhé mọi người nha. 99.000 đồng cho em 7 size đại nha mọi người nha. 27 cân nhá. 27 cân cho đến 27 cân cho đến 40 cân ạ. 27 cân đến 40 cân cho em nha. Mã này lên cho em là 12 cho em, 99.000 đồng cho em này. Không có 20 cân, cái này hết 20 cân rồi. Cái này từ 27 cân cho em đến 40 cân nhá. 99.000 size đại nha mọi người nhá. 99.000 đồng cho em này. 99.000 đồng. 99.000 đồng cho em. Mã này lên là 12. 12 nhá mọi người nhá. Chưa nhận được hàng à chị Thi Trần rồi, để em báo điện nhá chị Thi Trần nhá. 12.99.000. 12.99.000 đồng cho em nhá. Chị nào lấy 12 comment 12 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. Mã hàng 12.99.000. 99.000. Full size cho bé là từ 25 cân này, 2 cần thơm này ship chưa nhỉ? Ở trong cái kia làm gì có Cần Thơ, trong cái ảnh ấy vẫn đi đơn Cần Thơ nhá. Cần Thơ vẫn nhận đơn rồi. Chị nào lấy 12 thì comment 12 cho em. 99.000 nhá. 99.000 12 nhá. Mã hàng 12 kèm cân nặng cho em, 25 cân đến 45 cân cho em. Mã số 12 99.000 cho em này. 99.000 cho em mã số là 12 nhá mọi người nhá. Rồi lên một cái xanh nhớ cái này. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 13 này. Mã số 13 cho em gửi điện mà chị. Chị ơi gửi qua bưu điện rồi mà chị Thu Hoài. Là sao? Chị là chị có cần thơ gửi qua bưu điện được. Được nha, bưu điện em nhận đơn mà. Bưu điện em nhận đơn mà. Rồi mã tiếp theo. Không biết là chị là ở đâu cả. Đúng với chị ấy không? Rồi, mã tiếp theo lên trên này. Đây là con này nó logic nhanh thế. Rồi, mã này lên trên là 13 này. 13 này con này size 18 cân đến 38 cân cho em. Mã hàng là 13 nhá. Mã số 13 cho em với giá là 89.000. Đồng Nai chưa nhận đơn. 89.000 mã này lên là 13 cho em nhá. Mã số 13 cho em váy cổ lá này. Cổ lá cho em 89.000 đồng một cái cho em này. 89.000 đồng. 89.000 đồng cho em nhá. Cái này size là 17 18 cân cho đến 38 cân cho em ạ. Váy cổ lơ là 89.000 thôi, bằng một ít thôi cho em 89.000 đồng cho em nhá. 13. Mã này lên cho em là 13 89.000 đồng cho em nhá. Rồi. Bến Tre chưa nhận đơn à? Bến Tre nhận đơn chưa? Rồi, Bến Tre nhận đơn rồi, Kiên Giang nhận đơn rồi. Ở nơi các chị ở hết chị thị rồi là nhận hết rồi nhá. Nhận hết đơn rồi, có mình Bình Dương, Hồ Chí Minh, Đồng Nai là chưa nhận đơn. Rồi cái này lên là cho em là mã hàng lên cho em là 13 đúng không? 18 cân này, 18 cân đến 38 cân cho em 13 89.000 một cái rồi nhá. Lên cân nặng cho em 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em, màu vàng này, màu xanh 13 này, 89.000 nha mọi người nhá. 13 lên cho em màu trắng, màu hồng này 89.000 cho em. Mã hàng 13 89.000 cho em nhá. 89.000 mã này lên là 13 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. 89.000 đồng cho em nhá. 89.000. Ở nơi nào có vùng xanh hết chỉ thị là đi đơn một đồ nhá các chị nhá. Lên thì màu vàng ạ. 89.000 cho em cả hai màu. 89.000 mã này lên là 13 đi ạ. 13 nhá mọi người ơi, 18 cân đến 38 cân cho em 89.000 cho em. Mặt sau có dây thắt eo này. Mặt sau có dây thắt eo cho em 89.000 đồng nha. 89.000 đồng cho em ai gọi á. Tắt đi nhắn nghe cũng được, nghe bảo tí là gọi lại lên, đang bán hàng tí này gọi lại. Rồi 89.000 đồng lên cho em mã số là 13 nha các chị nhá. 18 cân đến 38 cân ạ. Cái này 18 đến đâu bán hàng?
18 cân đến 38 cân cho em 89.000 cho em nhé. Bình Dương và Hồ Chí Minh là không nhận đâu nha các chị nha. Rồi 89.000 đồng cho em nhé. 13 màu vàng, 13 lên cho em màu xanh và 13 lên cho em màu hồng. 89.000 cho em này. Đây ở sau có dây thắt eo này cho em rất là xinh luôn nha mọi người nha. Tay bồng cho em này, chất liệu của nó là đùi tơ mềm. Đùi tơ mềm cho em. Tăng đi cho nhận được đồ đó, rồi để em báo bưu điện nhé. Mã hàng 13 đi ạ. Cái này đây là mã số hàng 13 cho em 89.000 cho em tự nhiên để nói chuyện. 13 89.000 nha. Chị Quyên Nguyễn ơi, ở Dầu Tiếng em chưa nhận đơn đâu nhá. Bình Dương chưa nhận đơn đâu chị Quyên Nguyễn nhá. Bình Dương chưa nhận đơn đâu ạ. Bình Dương và Hồ Chí Minh này, Đồng Nai này chưa nhận đơn này, Tây Ninh ạ. Rồi cái này lên cho em là mã hàng 13 cho em nhé. Màu xanh, màu hồng và 13 lên là màu vàng. 18 cân đến 38 cân, 89.000 ạ. 89.000, 89.000 đồng cho em mã số là 13 nhé các bác ơi. 13 cho em nhé. Xinh lắm, đây chất đùi tơ rất là mềm luôn này. 89.000 đồng cho em nhé. Đùi tơ siêu xinh luôn, 89.000. 18 cân đến 38 cân cho em 89.000 nhé mọi người nhé. 13, mã hàng 13 cho em các chị ơi. Nó đi đâu 2 sản phẩm trở lên cho em nhé. Mã số là 13, 89.000 cho em. Rồi cái này có một ít xe luôn này, váy thủy thủ này, váy học sinh này, váy thủy thủ cho em mã số 14 này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 14 này. Hậu Giang nhận đơn mã số 14 cho em này. À, cái này đúng sai à em? 18 cân đến 38 cân cho em 109.000 váy thủy thủ cho em này. Mã số lên là 14 cho em nhá. 14 váy thủy thủ ạ. Váy thủy thủ chất liệu là thô mềm cho em, thô nến nha mọi người nhá. Cái này là thô nến cho em này. Mã số này đây là 14 ạ. 14 này 109 nhá. 14 lên cho em 109 này. 109.000 mã hàng cho em là 14, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn size 18 cân đến 38 cân cho em nha các chị nhá. Cái này là phố cà vạt cho em. Lên số điện thoại chị ơi. Các chị này, Alan lên số điện thoại, tao còn chưa thấy. Tao chưa thấy comment rồi tao đang theo mày. Chết mất. Rồi ok, Angela Nguyệt đây bây giờ thấy này, lên số điện thoại đi nào. Ok nha. Ở Gia Lai đi đơn được rồi. Ở Gia Lai Gia Lai có dịch đâu rồi. Cái này lên là 14 cho em. Chỉ 109.000 một cái. Đây là mặt sau này. Đây là mặt sau nhé mọi người nhá. 109.000 đồng cho em. Có cả vạt, có màu xanh và màu trắng cho em. Size 18 cân đến 38 cân. 109.000. Mã này lên là 14 nha mọi người nhá. 14 cho em này. 14 nha mọi người ơi. Trắng xanh nhá. 14 là màu trắng, 14 màu xanh cho em. 109.000 thôi. 109.000. Size là 18 cân đến 38 cân cho em. 18 cân đến 38 cân, 109.000 nhá. Mã hàng 14 kèm cân nặng và kèm súng thoại cho em là có đơn đi. 14 nha mọi người nhá. 14 cho em này. Các chị có lên đúng lên mã hàng này. Kèm cân nặng này và kèm số điện thoại cho em là có đơn nha. 14 ạ. 14, 109.000, 18 cân đến 38 cân. Chất liệu của nó là thô nhá mọi người nhá. Thô nến cho em rất là mềm. Thô nến màu trắng này. Đây là mặt sau này. Màu xanh cho em này. Màu trắng, màu xanh, mã này đây là 14 nha mọi người nhá. 14 ạ, 109.000. 109.000, 109.000 cho em. 109.000 thôi nhá. À, Đà Nẵng ship được rồi, Đà Nẵng có những huyện, có những phường với huyện ship được rồi mà. Đà Nẵng những vùng xanh ship được hết rồi nhá. Nói chung bây giờ ship được hết rồi. Bây giờ chỉ còn có mình thành phố Hồ Chí Minh này, Bình Dương này, Đồng Nai này là không đi đơn được, không nhận đơn một huyện nào tính nào luôn. Rồi nhá, Bến Tre cũng đi được rồi. Rồi Bến Tre cũng đi đơn được rồi mà. Rồi cái này lên cho em, mã này lên là 14 ạ. 14, 109.000 một váy nha mọi người nhá. 109.000 phối cà vạt cho em này. Đấy là liền nha mọi người nhá. Phối cà vạt rất là xinh luôn. 18 cân đến 28 cân cho em đi. 4 tuổi trở lên đến 10 tuổi mới mặc vừa nhá. 4 đến 10 tuổi mới mặc vừa cho em. Nhà em không có bé trai ạ. 109.000 mọi người ơi, chấm bài thả tin thả like cho em với nha. 14, 109.000 đồng cho em nha. 14 ạ, mã hàng 14, 109.000 cho em nha mọi người, xinh chưa? 109.000, 80 đi đâu? Đấy là sau này. Rất là xinh luôn. 109.000 đồng, mã hàng cho em là 14 nha các bác nha. 18 cân đến 38 cân cho em nha. À, cứ comment đúng mã hàng cho em là có đơn nha mọi người. Mã hàng kèm cân nặng, kèm màu, kèm số điện thoại trên một dòng cho em là có đơn nha các bác nha. Mã hàng kèm cân nặng, kèm số điện thoại cho em là có đơn nha mọi người nhá. Rồi mã tiếp theo 14 nha. Cái này là 14 nha em nhá mọi người nhá. Mã số là 14 đi. 109.000 cho em.
đến 30 cân cho em bộ yếm này. 15 đến 30 cân, mã hàng lên là 15 cho em nhá. Tặng luôn cho các chị 55.000 một bộ. 55.000 một bộ, mã này lên là 15 đi ạ. 15 55.000 đồng. Mã số 15 55.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Hoa vàng set đấy hả? Cái set đấy hả? 14 size 38 cân là đạt nhất rồi ạ. Size 38 cân là đạt nhất rồi. Rồi mã này lên cho em là 15 đi các chị nha, bộ yếm ạ. Cái này bộ yếm 15 cân đến 30 cân cho em này, 55.000 một bộ nhá. Chất đùi cho em là rất là mềm. 15 cân đến 30 cân 55.000 một bộ thôi ạ. 55.000 đồng cho em. Mã này lên là 15. 15 giúp em nhá mọi người nhá. Mã số 15 cho em 55.000 một bộ. 55.000 cho em. 15 ạ, cái này là 15 cho em nhá. Cứ comment mã hàng này kèm cân nặng này kèm số điện thoại cho em là có đơn nha các bác nhá. Mã số 15 15 cân đến 30 cân 55.000 cho em nhá. 55.000. 55.000 đồng. 55.000 đồng rẻ nha, có 55.000. 55.000 đồng cho em nhá. Chị ơi hôm qua em đặt được 7 đơn mà sao chốt cho em có 5. À, chắc là không vừa sai với lại hàng lẻ sai thì chị không chọn được nhá, chị ở gấm lê nhá. Được 5 cái là nhiều đấy. Em nói thật, hàng lẻ sai mà chọn được 5 cái là nhiều. 5 cái là nhiều lắm đấy. Rồi ok nhá, mã này lên là 15 cho em nhá. Nhà em không chốt inbox nha chị Sophia nhá. Nhà em không chốt inbox đâu, đặt trên live có nhân viên gọi chốt đơn cho em nhá mọi người. Mã này là 15 cho em bộ yếm ạ. Cái này mặc ở nhà rất là thoải mái luôn này, size 15 đến 30 cân cho em này. Đây 15 đến 30 cân cho em với giá là 55.000 một bộ. 55.000. Comment cho em là 15 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em nhá. 13 là cái gì? Rồi 15 nhá, mã hàng 15 cho em nhá. 15 đây nhá mọi người nhá. 15 cho em bộ yếm nhá. Một đầu nhá. Rồi chị nào lấy 15 thì comment là 15 cho em, 15 cân đến 30 cân bộ yếm cho em với giá là 55.000 một bộ nhá. 55.000 đây ạ. Váy cổ nhọn đây nhá. Mã 13 đây nhá. Mã số 13 đây ạ. Mã số 13 đây, 89.000 nhá. 13 89.000. Hãy đăng hà lên số điện thoại đi chị ơi. Hãy đăng hà lên số điện thoại và đây là 13 89.000 đây nhá. Chị ơi chị nào vừa mới xem lại đấy, chị nào đặt từ đừng có đặt lại. 13 đây ạ, size 18 cân đến 38 cân cho em này, 89.000 đồng cho em, mã hàng là 13 cho em này. Xanh hồng vàng nhá, 13 89.000 cho em này. Mã hàng 13 89.000. Cái gì? Hãy băng hà lên số điện thoại đi. Chị hãy băng hà lên số điện thoại cho em nào. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Mã tiếp theo lên cho em này. Cái này à, không thể lên hết cái này đâu hết. Rồi mã số 14 này. Rồi cái này là lớn thật nhỉ? 38 40. Rồi cái này lên cho em mã số 14 này, size 30 cân đến 38 cân. À. Mã số 16 này. Mã tiếp. Váy trắng chân áo thôi lên váy trắng chân váy cho các chị nhá. Không có mọi người cứ hỏi nhiều cái đấy quá. Chưa ghi đâu nhá bạn nhá. Rồi set chân váy cao cấp cho em này, set chân váy cao cấp cho em này. Mã hàng tiếp theo lên cho em là mã số 16 này. Mã số 16 cho em set chân váy nhá, set chân váy hoa cho em này, bên trong có quần ạ. Chân váy hoa bên trong có quần này. Size là từ 17 18 cân đến 32 cân. Mình lại đi lên số điện thoại nào. Mã này lên là 16 cho em, size từ 18 cân đến 33 cân cho em, set này với giá là 145.000 đồng một set nha, hàng cao cấp cho em này, bên trong có quần nha mọi người nhá. Đây là set rồi ạ. Cái này là set rồi nha mọi người nhá. Cái này là một set rồi cho em này. Bên trong là chân váy là có quần cho em, phối quần nên là không sợ hở hang nhá. Chân váy 3 tầng này set rất là đẹp luôn. Mã này lên là 16 đi, mã số 16 145.000 một set nha, có màu trắng với là màu hồng cho em đi. Màu trắng với màu hồng 145.000, mã số lên là 16, hàng cao cấp vừa mới về sau ạ. Size là 10, ít nhất là 18, 17, 18 cân. 17, 18 cân cho em từ 4 tuổi trở lên nhá mọi người nhá. 17, 18 cân từ 4 tuổi trở lên cho em đến tầm 32, 33 cân quay lại cho em nhá. 32, 33 cân quay lại cho em. Mã này lên là 16 cho em, 145.000, hàng cao cấp ạ. Cái này set này bên ngoài ít nhất là phải bán 300.000 đấy. Nhà em bán giá siêu rẻ luôn nhá, 145.000 đồng cho em, mã hàng là 16 nha các bác nhá. Mỹ Huyền có 16 ok này, Thị Liêm có 16 ok này, 145.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Váy tay dài, váy tay dài 14 cân là váy tay dài 14 cân chưa về nhá. Hết rồi, vừa này đắn hết rồi. 16 cho em màu trắng và 16 lên cho em màu hồng này, màu nào cũng xinh, 145.000 một set thôi, đẹp lắm. 17 cân cho đến 33 cân nhá. 17 cân đến 33 cân cho em, mã hàng là 16 đúng không? Em phải ghi từ đấy đi. Tháo chỉ thị nhá. Chó, tháo hết các cái chỉ thị nhá. Vì sao mày tháo luôn cho bạn xuyên bạn ra cái đấy. Không, bởi vì sửa bình chính vào đây 25 nhỉ? À, 25.
16 cho em màu hồng và 16 lên cho em màu màu trắng này. Lớp 7 16 mặc vừa, lớp 7 mặc vừa mà. 32 33 cân quay lại cho em cái này đến tận 10 tuổi 33 cân quay lại cô nhá. 10 tuổi 33 cân, 4 đến 10 tuổi 33 cân quay lại cho em. Mã này lên là 16 đi xinh lắm các chị ơi. Cái này đẹp xuất sắc luôn, 145.000 nha. Chất thô boy siêu mềm bao kiểm hàng cho em này. Cố gắng đi đơn lấy hai sản phẩm để đừng gọi cho đơn nha mọi người nhá. Bao nhiêu? 145.000. Thế nên đang bảo là tháo chỉ thị. Đang tháo chỉ thị tất cả các chỉ thị. Rồi mã này đây là 16 nha các chị nha. Màu trắng hoặc là màu hồng cho em màu nào xinh nhá mọi người nhá. Màu trắng màu hồng cho em này. Các chị thích màu nào thì lấy màu đó cho em, màu vàng. Trắng vàng này và hồng này. Đấy, trắng vàng và màu hồng cho em 145.000 nhá. 17 cân cho đến 17 cân đến 33 cân cho em. Mã hàng là 16 nha mọi người nhá. Qua mã này 16 đi, 145.000 nhá. 145.000. Rồi mã tiếp theo lên cho em bánh hoa cao cấp này. Mã tiếp theo lên cho em mã số 17 này. Đúng rồi, cái đấy là set rồi nha mọi người nhá. Đấy là set rồi nha mọi người nhá. 16 đẹp lắm, các chị ơi lên số điện thoại và cân nặng cho em đi nha. Mã hàng tiếp theo lên cho em tiếp một con bánh hoa cao cấp cho em này. Mã số 17 cho em, size là 10, từ 17 cân cho đến 3, đến, cái này đến 40 cân, 38 cân. 17 cân đến 37, 38 cân cho em. Mã hàng tiếp theo 17 cho em với giá là 119.000 đồng cho em nha. 119.000 cho em này, màu cam với màu hồng nhá. Màu cam với màu hồng cho em này. Cam với hồng cho em nhá. Mã này đây là 17 nhá. Rồi 45 cân, 45 cân có bánh khác nha chị ơi. 45 cân có hàng khác nha. Rồi cái này đây là mã số 17 cho em này. Cái này là phần trên này là bèo nhá mọi người nhá. Cái bèo hoa vân cho em này. Phần trên này bèo hoa vân cho em này. Size cho bé là từ 17 cân đến 37, 38 cân cho em này. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi mặc vừa cho em với giá là 119.000 đồng cho em nhá. 119.000. Váy kẻ kia có 25 cân nhá tình yêu ơi, váy kẻ kia có 25 cân nhá. 1m2 30 cân mặc vừa rất là đẹp luôn ạ. Mặc size bé nhất bên em luôn. Bạn size 2. Chị cứ lên cân nặng đi, 30 cân mặc vừa mà nhà em cái này đến tận 1m4 cơ, 1m4 1m45 cơ. Mã này lên là 17 cho em nhá mọi người nhá. 17 cho em, cái phần này là phần bèo trắng cho em, chất liệu thô boy này, bèo hoa rất là xinh luôn, có màu cam này. 17 cho em màu hồng này. 119.000 đồng cho em nha. Thô boy cao cấp siêu đẹp dáng baby doll cho em này, tay bồng nhá. Baby doll tay bồng 17 cân đến 38 cân cho em nhá. Xinh chưa? Màu hồng này, màu cam này. Mã này là 17 cho em đi, 119.000. Thế thôi à? Thế chính mình không ghi, không ghi không à? Ồ cái đứa ai thì biết. Cần Thơ quận Bình Thủy này. Khánh Hòa này. Ok, 17 cho em nhá. Chị nhận được hàng hôm qua rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị Kim Anh, anh Thu nhá. Rồi cái này là 17 đi các chị ơi. Có bánh 15 tuổi không em? 15 tuổi thì mét bao nhiêu chị? Em sợ không vừa ấy. 15 tuổi sợ ngắn. Rồi cái này lên cho em mã hàng là 17 giúp em nhá mọi người nhá. 17 này, mã số 17 váy hoa nhá. Mã số 17 váy hoa cho em, size 17 cân đến 38 cân cho em này. 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em với giá là 119.000. Màu hồng với lại màu cam nhá. Màu hồng với màu cam 119.000 đồng cho em. Các chị ơi chấm bài thả tim thả like lên giúp em với nha. 17 cho em nhá. Quỳnh Phương có rồi này. Quỳnh Lady có 17 này. 119.000 cho em này. Đây là màu hồng này. 17 cho em màu hồng này. Và 17 lên cho em là màu cam này. Màu cam màu hồng cho em này. 119.000. 119.000 cho em. Chị nhận được hàng rồi rất vừa lòng. Cảm ơn chị Trúc Lan nha nhá. Cảm ơn chị nhánh váy hoa xanh phía sau à. Hoa xanh phía sau à. Rồi ok chị. Đợi em xíu nhá. Đầm xanh hoa to ngực ở phía trước rồi. Đợi em xíu nhá. Khả Ngân có 17 rồi ok này. Lên mã 13 đi để chị chọn còn mua cho con. 13 em lên rồi mà. 13 em lên rồi gì. Đồ Thu Đông thì nhà em không chưa về nhiều. Thu Đông mới có 1-2 bộ thôi ạ. Rồi chị nào lấy 10 Thương Trần lên số điện thoại đi. Thương Trần lên số điện thoại nào. Chị Thương Trần lên số điện thoại nào. Mã này là 17 cho em nhá, màu cam 17 cho em màu hồng này. 119.000 nhá, 119.000. Mét 50 vừa. Cái này mét 50. À, mét 50 bé nhà mình á. Tại em xíu lên mấy mã khác cho. Mét 50 vừa. Rồi xe này lên cho em này. Đây là mã số 13 đây các chị ơi nhá. 13 đây ạ. 13 đây nhá. Đây là mã số 13 này, 18 cân đến 38 cân, mã số 13 89.000 này.
Đầm đang cầm có 30 cân mà đầm em vừa cầm là mã số 17 có 30 cân đến tận 37 cân đấy chị ạ. Đợi em xíu rồi em lên bút ri cho. Mét 20 năm tuổi vừa. Rồi cái này lên là mã số 13 đây nhá, 13 nhá. Các chị ơi không nghe em đọc à, em đọc là từ 18, 17, 18 cân cho đến 38 cân. Thì trong cái khoảng cân đó bé nhà mình nằm trong cái khoảng đó, chẳng hạn rơi vào số 20 cân thì vừa cho em nhá. Rồi cái này là 13 này, 18 cân đến 38 cân này, từ 4 tuổi đến 10 tuổi mặc vừa cho em này. Mã hàng này là 18, 13 cho em giá 89 nghìn này. Cái này vừa lên rồi, chị nào có rồi thì không phải đặt lại đâu. 13 màu xanh, 13 cho em màu vàng này, 13 lên cho em màu hồng 89 nghìn. Đây là mã hàng 13 nhé mọi người nhé, 13 89 nghìn cho em nhé. Đây set này lên tiếp theo này. Rồi ok chưa ạ? Lên set nha. Lên set sọc này. Mã hàng tiếp theo lên cho em là mã số 18. Mã số tiếp theo lên cho em mã số 18 này. Mã hàng số 18 cho em này. Lên một set cao cấp bút ri cho em nhé mọi người nhé. Full size cho bé là từ 18 cân cho đến 35 cân cho em. Set bút ri cho em với giá là 145.000 đồng luôn cho em nhé. 145.000 đồng cho em. Mã này lên là 18 đi. 18 nhá, lên cho em mã này là 18 cho em nhá. Mã số 18 cho em 145.000 cho em nhá. Xếp nhà em này, váy nhà em váy nào mét 45 mặc cũng vừa nhá. Mét 45 đều mặc vừa hết. Rồi nhãn mã này lên cho em là 18 đúng không? Xếp cao cấp cho em mã hàng số 18 cho em này. Rất là xinh. Cái này là cổ lá cho em hàng cao cấp nha mọi người nha. Chất liệu của nó là thô boy cao cấp cho em này. Ở bên trong là có quần cho em nha mọi người ơi. Bên trong có quần cho em full size là 18 cân cho đến 35 cân cho em ạ. 18 cân đến 35 cân cho em với giá là 145.000 đồng cho em. Có màu trắng với màu be. 145.000 đồng cho em nhá. 145.000. Mã hàng cho em là 18 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. 18 nhá. Mã số 18 set bút ri cao cấp cho em. Cái này là set rồi nha mọi người ơi. Đây là set rồi, một áo sơ mi và một chân váy cho em này. Đây set rồi cho em này. Bên trong chân váy là có quần nhá. Có quần cho em 145.000. Mã hàng cho em là 18 ạ. 18 cho em nhá. Mã số 18 cho em 145.000 cho em. Full size từ 18 cân nhá đến tầm 35 cân cho em, 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em. 145.000 đồng một set ạ. 18 em có màu be này. Và 18 lên cho em màu trắng này. Màu be và màu trắng cho em này, 145.000. 145.000 lúc nãy thì chốt đùa nhờ. Cũng không được cao, mới đi làm uống cốc nước chanh không?
Rồi mã tiếp theo nha. À, màu be rồi, ok này. Rồi yếm váy, váy yếm, váy yếm hôm nay hết yếm rồi chị ơi. À hôm nay có váy 2 dây á, 2 dây dạng yếm. Rồi lên tiếp cho em mã hàng tiếp theo, váy hoa này. Váy hoa cho em này. Váy hoa cho em này. À, váy đẹp giá rẻ mua 5 cái mặc chật hết, có bao đổi size không? À, mua mặc rồi á. Mặc rồi. Mặc rồi thì đổi hết sao được. Nếu như mà chưa mặc thì em còn đổi size được, chứ mặc rồi thì là không đổi size được nhá. Rồi mã này lên cho em mã số tiếp theo này. Mã số 19 cho em này, con này size cho bé là từ cái này là size gì? 38 cân đến size 38 40 à. Rồi size 30 cân đến 35 cân, 37 cân nhá. 30 cân đến 37 cân. Mã này lên cho em là mã số 19 này. Còn đấy tán hơn xe 109.000 luôn, hết luôn nhá. 109.000 cho em. 109.000. Mã này lên là 19 nhá. 19 cho em 109.000. Cái này còn một ít thôi, em sale luôn 109.000 cho các chị luôn, cho hết luôn đi nhá. Chứ bình thường không bán 109.000. 27 cân đến 37 cân ạ. 27 cân đến 37 cân cho em màu xanh, màu hồng này. Đây mặt sau nhá. Và màu màu cam cho em này, xanh hồng cam. Xanh hồng cam cho em nhá mọi người nhá. À thử thôi, gửi lại đem đổi cho em tự chị mặc rồi. Thanh Trang gửi lại đem đổi size cho nhá. Cái này lên cho em là 19 ạ, 109.000 thôi ạ, 109.000. Size là 27 cân đến 37 cân cho em nhá. 27 cân đến 40 cân á. Cái này 27 cân đến 40 cân. Mai chị mua hàng thêm đi em đổi thôi. Chị giờ gì là Thanh Trang. Thanh Trang nhưng mà phải đổi này mới đổi. Cho em váy sọc này, sale luôn 89.000 một cái thôi nhá.
màu vàng thì còn size 12 cân đến 18 cân, còn màu xanh là 12 cân đến 25 cân cho em nhé. Cái này lên là 20 ạ. Xinh lắm, cái này con gái nghe mà rất là xinh luôn. Nhớ là 25 cân 5 tuổi quay lại thôi nhá. À, Phú Giáo ra được nha chị Thanh Tâm nhá. Ở Phú Giáo là đi đâu được nhá. Có mình Tân Uyên và Thuận An là không đi đâu, ở Bình Dương thôi nhá. Rồi vẫn này lên là 20 đi mọi người nhá. Chắc đẹp lắm, cái này con nhà em mặc xinh lắm. Các chị comment đúng mã số nhá mọi người nhá. Đó 20. Chị ấy lên số điện thoại chưa? 25 cân 5 tuổi quay lại thôi các chị nhớ nhá. 12 cân đến 25 cân 5 tuổi quay lại. Mã số 20, còn màu vàng thì chỉ còn size 18 cân thôi nhá. Màu xanh là 12 đến 25 cân đúng size. Mã số 20 ship toàn quốc là 30.000. Ship toàn quốc 30.000 bao kiểm hàng nhá. Mã số 20 cho em với giá có 89 thì một cái. 19 thì em không có màu vàng đâu chị Linh Nguyên ơi. Đấy là màu cam đấy, các chị đừng có nhầm mã nhá. Các chị ơi, đây là mã số 20 nhá. 20 mới có màu vàng à. 20 mới có màu vàng nhá, còn 19 là màu 19 là màu xanh, màu hồng với màu cam nhá. Rồi cái này lên là dì An đi đâu được. Rồi nha, Cần Thơ khu phong tỏa có giao hàng được không? Khu phong tỏa không giao hàng được chị ạ. Cần Thơ là quận Bình Thủy là không giao hàng được đâu nhá. Rồi cái này đây là mã số 20 mọi người nhá. 20 này size 12 đến 25 cân là màu xanh này. Còn màu vàng là 12 cân đến 18 cân cho em với giá có 89.000 một cái thôi. 5 tuổi quay lại cho em mã số 20 nhá. 5 tuổi quay lại cho em nhá. 50 cân nhà em không có rồi. Mà mình chưa nhận được một tuần rồi á Linh Nguyễn, để em báo bưu điện nhá. Rồi ok, chị nào lấy thì comment là 20 nhá các chị nha. Ninh Kiều đi đơn được. Rồi mã tiếp theo lên cho em mã số 21 này. Cái này có size gì không anh ơi? Bây giờ chỉ có màu trắng với màu màu trắng với cái màu thì cái bên đây có một ít là có size lớn, còn đó là cái màu kia là size có hai con kia. Rồi lên tiếp cho em mã hàng cho em là mã số 21 cho em 72 giây này. Mã số 21 này 12 cân đến 12 cân đến 23 cân, 13 cân đến 23 cân. Phan Loan lên số điện thoại chị ơi. Phan Loan lên số điện thoại nào. Rạch Giá Kiên Giang đi đâu được nhá. Rồi cái này lên cho em mã số 21 cho em này, 89.000 luôn này. 13 cân đến 23 cân này. Đà Nẵng ship được rồi, hôm nay toàn bộ các nơi là đều ship được rồi ấy. Có thành phố Hồ Chí Minh này, Đồng Nai là không đi đâu được. Còn một số tỉnh thì có vài huyện là không đi đơn được thôi nhá. Nên là mọi người cứ đặt đơn đi, mọi người cứ đặt đi nhá. Cứ đặt hàng đi, không phải hỏi em đâu, cứ đặt đi. Ngày mai sẽ có nhân viên báo cho các chị nha, gọi điện báo cho các chị là đi đơn được hay không nhá mọi người nhá. Rồi mã này lên cho em này, mã tiếp theo váy 2 dây bèo cho em này. Váy 2 dây bèo con này có size cho bé là từ 12 cân này đến 13 cân đến 23 cân cho em với giá là 89.000 một cái thôi ạ. Mã số này lên là 21 nha mọi người nhá. Mã số 21 cho em, cái này con nhé mặc xinh lắm. 13 cân đến 23 cân cho em, 1 đến 5 tuổi mặc vừa. Chất liệu của nó là tơ cao cấp cho em nhá. 23 cân 6 tuổi cho em. 23 cân 6 tuổi cho em nhá. 23 cân 6 tuổi ạ. Từ 12 cân là từ 1 tuổi đến 6 tuổi mặc vừa. Cái váy này vẫn còn size 30 35 cân nhá mọi người nhá. Vẫn còn một ít 30 35 cân cho em này. Có 89.000 một cái thôi. Mã số này lên là 21 cho em nhá. Mã số 21 89.000 cho em nhá. 21 89.000 đồng cho em này. Mã số 21 89.000 cho em nhé mọi người nhé. 13 cân đến 23 cân này, 1 đến 6 tuổi mặc vừa. Và còn vài chiếc size 30-35 cân cho em. 30-35 cân thì chỉ còn màu trắng với màu be này này nhá. Với giá 89.000 một cái thôi ạ. Mã này lên là 21 cho em đi. Mã số 21 cho em nhé mọi người nhé. 21 89.000 comment đúng mã số cho em, kèm cân nặng kèm số điện thoại. 21 89.000 đồng nhá. Chất tơ cao cấp siêu mềm luôn. Ở bên trong thì có một lớp lót boy thấm hút mồ hôi cho em nhá. Từ 13 cân đến 23 cân cho em nhá. Chị Phan Loan lên số điện thoại đi. Chị Phan Loan lên số điện thoại nào. Phan Loan chưa lên số điện thoại này. Phan Loan chưa lên số điện thoại. Các chị ơi cứ đặt hàng đi. Ngày mai sẽ có nhân viên điện thoại cho các chị tối à chiều nay này. Sẽ có nhân viên gọi điện này và báo cho các chị là đi đơn được hay không đi đơn được nhá. Em thì em không chú tâm đến mấy cái đây tại vì là để em tập trung em bán hàng nhá. Mã này lên cho em là 21 nhá. Mã số 21 cho em này. Vẫn còn size 30-36 cân nhưng mà nhớ là chỉ có màu be màu trắng thôi. Size đại chỉ có màu be màu trắng thôi nhá. Còn bây giờ bình thường là chủ yếu là size 12 cân đến 23 cân cho em 89.000. 89.000 cho em nhá. Đẹp lắm, cái này chất tô đẹp lắm ăn luôn ạ. 89.000 đồng cho em. Được chọn màu chứ? Được chọn màu nhá. Được chọn màu. Màu xanh này. 21 cho em màu
siêu mềm luôn cho em nha. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nha các chị nhá. Mã số cho em là 21 cho em nha. 21 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Mã số 21 cho em nhá. Bộ có mà chị. Mã số 21 cho em 89.000 nha mọi người nhá. 89.000 thôi xin lắm. 89.000 đồng cho em. Rồi lên tiếp cho em một mã tiếp theo này. Cái này hết chưa nhở? Cái này hết chưa em nhở? Sắp hết rồi đúng không? Rồi cái này cũng sắp hết rồi, sale luôn này. Sai gì đấy? 89.000 mã số 21 nha. Đúng rồi, các chị có đặt 2-3 mã thì chiều nay là nhân viên sẽ chia sai chia đơn cho các chị mà, là được 4-5 cái mà. Nhà em bảo chuyên gọi đơn buổi chiều live xong cái gọi đơn là bắt đầu từ 3 giờ gọi đơn đến tối luôn ấy, nên là các chị phải lấy điện thoại nhá. Rồi mã tiếp theo lên cho em này, sai gì? Mã gì? Rồi lên con này cho em sai 25 cân cho đến 40 cân cho em này. Cái này nhiều khách nhận và vẫn kiên trận. 25 cân đến 40 cân cho em. Mã này lên là mã số 22 nhá. 22 cái này còn một ít thôi, em sale các chị luôn với giá là 95.000 tái thôi. 95.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Váy hoa cài cho em, váy hoa nơ cho em này. Mã số 22 là 95.000. Sai 25 cân đến 40 cân cho em này. 25 cân đến 40 cân cho em. Mã này lên là 22 đi ạ. 22 nhá mọi người ơi. 22 này 95.000 một cái, chất liệu là thô boy cao cấp cho em. 22 nhá. Các chị nhớ là comment đúng mã số cho em nhá. Đúng mã số này. Kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em. 22 này, hoa nhí phối nơ này. Hoa nhí phối, hoa này phối cái nơ này rất là xinh luôn ạ. À, size 25 cân này cho đến 40 cân. 95.000 nhá, 95.000. Mã số 22 cho em màu xanh à, màu vàng với màu hồng. Lên size 13 cân rồi, đợi em xí Phan Loan lên số điện thoại chưa? Chị Phan Loan lên số thoại đi này. Chưa có số thoại, chưa có đơn đâu chị Phan Loan nhá. Mã số 22 ạ. À, mẫu trái tim vàng mã mấy vậy chị? Chưa lên số điện thoại đi chị ơi. Trái tim vàng chưa lên. Trái tim vàng chưa lên. À, chị gì? Quyên Kim Trương. Quyên Kim Trương lên số thoại nào. Quyên Kim Trương lên số thoại cho em nào. Chả thấy đâu. Rồi Quyên Kim Trương lên số thoại nhá. Mã này lên cho em là 22 đi ạ. Váng búp bê cho em nhé. Cái này váng baby doll búp bê mã số 22 này. Full size từ 25 cân đến 40-42 cân quay về. 40-42 cân quay về cho em với giá là 95.000 một váy thôi nhá. Mã số 22 chứ không phải 23. 22 nhá. Mét 40 mặc vừa. Mét 40 mặc vừa. Cái này đến tận mét 50 cơ nhá. 40-42 cân mặc vừa cho em này. 25 cân đến 42 cân nhá. 25 cân đến 42 cân cho em. Mã này lên cho em là mã số mấy nhá? 22 nhá các chị nhá. Các chị cứ tập trung vào những cái chị nào có cân nặng này thì cứ tập trung mua vào những cái này cho em đi, xong rồi em sẽ lên nhanh những cái size bé rồi những cái ở sau cho các chị nha mọi người nhá. Mọi người hỏi em nhiều quá nên em cứ phân tâm thôi. Rồi nhá, chị nào lên thì cho em mã này lên là 22 nhá mọi người nhá. Mã số 22 cho em này. 22 95.000 cho em, cowboy cao cấp cho em 95.000. 25 cân đến 42 cân ạ. 25 cân đến 42 cân cho em nhá mọi người nhá. 42 cân cho em quay đầu. Mã này lên là 22 cho em nhá. Rất là đẹp. 42 cân quay đầu cho em, vàng hồng cho em này. 95.000 một váy thôi. Chất liệu là thô boy cao cấp cho em, dáng búp bê nhá mọi người nhá. Cái này là dáng baby doll cho em này. Dáng baby doll rất là xinh. Mã số 22 nhá. Trần Thị Hạnh có nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn rồi. Nhà em không dồn đơn. Ngày nào nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn luôn nha các chị nhá. 26 cân cái này vừa mà. 26 cân cái này vừa mà. 25 cân đến 42 cân thì trong đó 26 cân vừa mà chị. Mã số 22. Bình Dương thì có Tân Uyên này, Thuận An là không giao đơn nhá. Bình Dương ấy, Tân Uyên, Thuận An là không giao đơn. Rồi mã số 22 cho em này. 25 cân đến 42 cân này. 95.000 một váy nhá mọi người nhá. 95.000 đồng mã số 22 cho em nhá mọi người nhá. Rồi qua mã cho em này. Qua mã tiếp theo này. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. Cái này là mã số 20 à anh. Cái set nào là 20 hả? Rồi lên tiếp cho em váy hoa này. Anh không đưa dây
màu hồng này, 23 lên cho em màu vàng này. Em phải lên đủ cả size, cả size nhí, size đại để mọi người cùng chọn đấy mọi người ạ. Để ai cũng có thể mua được các chứ lên mình size đại thì khách size nhí lại không được mua. Rồi cái này lên cho em là mã số 23 đi. 23 nhá mọi người, 89.000. 23 89.000 đồng cho em nhá. Size là 10 cân này cho đến 22 cân, 1 đến 5 tuổi mặc vừa cho em, chester cao cấp cho em, siêu mềm luôn nhá mọi người nhá. Mã số 23 cho em đi ạ. 23 cho em có dây thắt eo ở sau này, màu vàng này. 23 cho em màu hồng này, mấy cái size nhí này con thì em mặc xinh lắm. Mọi người ơi, nhớ này, comment đúng mã số cho em nhá. Comment đúng mã số, có nhầm số là đi đơn sai hàng đấy nhá. 23 cho em màu hồng này, 23 lên cho em màu nâu tây này. 89.000 thôi nhá. 89.000 đồng, 89.000. Mã số là 23, kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là có đơn. Full size từ 10 cân đến tầm 22 cân, 1 đến 5 tuổi mặc vừa nhá. 1 đến 5 tuổi mặc vừa cho em này. Cái này là xinh lắm, váy tơ bèo cho em ạ. Tơ bèo cao cấp cho em, siêu mềm luôn. 23 nhá. Mã số 23, 89.000. 23, 89.000 đồng cho em nhá. Mã số 23, 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 10 cân đến 22 cân cho em. 10 cân đến 22 cân cho em nhá. Rồi ok nha, 89.000 đồng cho em, 89.000 mã số 23 cho em nhá. Đồ bên shop đẹp rẻ, cảm ơn shop nhiều, cảm ơn chị Thu Nguyên, chắc là nhận được hàng rồi đúng không? Rồi cái này size 10 cân đến 22 cân, 1 đến 5 tuổi mặc vừa nha mọi người nhá. 1 đến 5 tuổi mặc vừa cho em với giá là 89.000 một cái thôi. 89.000 mã số lên là 23 cho em nhá. 1 đến 5 tuổi cho em nhá. 89.000 xinh lắm. Tơ siêu mềm luôn ạ. 1 đến 5 tuổi 89.000. Mã hàng cho em là 23 nhá. 23. 23 váy học sinh là váy thủy thủ là mã bao nhiêu đấy? Rồi mã số 23 cho em nha các chị nhá. Mã số 23, 89.000 cho em nhá. 89.000, 10 cân đến 20 cân cho em nhá. Rồi váy thủy thủ cho em là mã số 14 này. Đây, váy thủy thủ này. Rồi lên mã này cho em là 14 này. Size Bukri có size 35 cân chị ạ. Bukri có 35 cân nhá. Rồi lên tiếp cho em mã hàng 14 cho em. Size 17 cân đến 18 cân đến 38 cân cho em. Mã hàng số 14 cho em 109.000 đồng cho em váy thủy thủ nha. 109.000 váy thủy thủ cho em này. 14 nhá, chất liệu của nó là thô nến nha mọi người nhá. Cái này là thô nến cho em này. Shop ở Thanh Hóa nha mọi người ơi. Rồi cái này lên là 14 cho em, lên 18 cân cho đến 38 cân. Từ 4 tuổi trở lên, 4 năm tuổi trở lên cho đến 10 tuổi 38 cân quay lại. Mã hàng 14 đi ạ. Cái này lên cho em là 14 nhá mọi người nhá. Mã số 14 cho em với giá là 109.000 thôi. Cái này sale luôn. 109.000. Hồng be, vàng hồng be mã 23. Ok này, Phan Loan ok chị này, cái váy đấy đẹp lắm. Cái đấy con này mặc xinh rồi, mềm lắm. Rồi mã này lên là 14 nhá. 14 cho em. 22 là cái gì? 22 là 95.000. 22 là 95.000, còn 23 là 89.000 cho em nhá. Màu vàng sau lưng em chưa lên, đợi em xíu nhá. Rồi cái này lên là mã số 14 ạ. Phan Loan có rồi nhá chị nhá. Phan Loan có rồi. Mã số 14 này, váy thủy thủ cho em nhá. Màu xanh với màu trắng ạ. 18 cân đến 38 cân cho em này, 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em váy này. 109.000 một cái thôi ạ. 109.000 nha mọi người nhá. 14 cho em này. Đấy, phối cà vạt cho em rất là xinh luôn. Đấy, phối cà vạt siêu xinh luôn cho em này. 14 nha mọi người nhá. Hoa nhí màu vàng phía sau bị giờ em xinh nhá. 14 đi. Mã số 14 cho Nguyễn Thị Trang rồi ok này. Các chị yêu cố gắng đi đơn hai sản phẩm trở lên nhá. Đơn trên 600.000 là nhà em miễn phí ship nha mọi người nhá. 14 cho em màu xanh, 14 cho em à, quên màu trắng và màu xanh cho em nhá. 14 váy thủy thủ cho em 109.000. 109.000 đồng cho em, size là 18 cân đến 38 cân ạ. 18 cân đến 38 cân, 109.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Bộ đuối 18 cân có 109.000 đồng cho em, mã hàng là 14 cho em nha mọi người nhá. 14 đi. Cái này đây là 14 cho em 109.000. Còn cái set chân váy hoa là mã bao nhiêu em? Còn cái 15 là cái gì? Rồi ok nha, mã này lên là 14 cho em nhá mọi người nhá. Mã số 14 cho em. Mã số 14 cho em nhá. 14 109.000, 18 cân đến 38 cân cho em 109.000.
mươi còn số mấy em? Hồng từ 38 còn màu vàng từ 36 đến 40. Là cũng cứ từ chị cũng cứ từ 36 đến 27 cân mà cũng được. 27 cân đến 40 cân. Rồi mã tiếp theo lên cho em này. À, xét kẻ là mã số 20 thì phải. Từ từ để tím lên lại cho. Rồi cái này lên mã tiếp theo lên cho em này. Mã số 24 này. Mã số 24 cho em này. Size 27 cân đến 40 cân cho em mã số 24 nhá. Mã số 24 cho em này. 27 cân đến 40 cân mã số 24 cho em 119.000 cho em hoa thôn ở dây này. 119.000 đồng cho em mã số 24. 24 nhá, nghe thoại đi em. Lên caro xanh nhỉ, caro xanh là cái nào? Gì có caro xanh. Rồi mã tiếp theo lên váy hoa cho em nha. Váy hoa hoa toner dây cho em rất là đẹp luôn này, size 27 cân cho đến 40 cân cho em nhá mọi người nhá. Sale luôn 119.000. Cái này size đa, size bé. Size bé hết mất rồi ạ. Size bé hết mất rồi các chị ạ. Cái này size bé hết rồi, size bé đang về thêm. Bây giờ chỉ còn size đại nên em bán size đại trước nha mọi người nhá. Màu vàng với màu hồng cho em 119.000. 119.000 size 27 cân đến 40 cân nhá mọi người nhá. Mã này lên là 24 ạ. 24 cho em nhá. Bookri đợi xíu hết cái này em lên cho nhá. Bookri đợi xíu hết cái này em lên cho. 24 119.000 nhá mọi người nhá. Khả Hân có rồi này, Khả Di Nguyên có rồi này. Nguyễn Thị Tuần có 24 ok, Nguyễn Hồng Cúc 24 ok. Các chị ơi thi thoảng em mới đọc chốt đơn nên là mọi người cứ chia sẻ like cho em để không bị ấn comment rồi nhá. 27 cân này đến 40 cân mã hàng 24 này. 119.000 màu vàng đẹp lắm, màu vàng ở ngoài rất là đẹp luôn. Vàng hồng cho em nhá mọi người nhá. Màu vàng màu hồng 119.000 đồng cho em, phối màu rất là đẹp luôn ạ. Mã số lên là 24 nhá mọi người nhá. Đây là mặt sau này, 24 ạ. Cái này lên là mã số 24 cho em. 27 cân đến 40 cân 119.000 đồng cho em nhá. Này rất là đẹp luôn, chất thô boy cao cấp cho em, dáng búp bê nhá. Có nẹp tay này và phối cổ bèo rất là xinh. Tân Nguyễn lên số điện thoại đi ạ. Gì? Tân Nguyễn lên số điện thoại đi nào. Tân Nguyễn lên số điện thoại. Sai nhỏ nãy giờ cũng lên rồi mà. Lên mấy mã sai nhỏ hàng gì chị? Tân Nguyễn lên số điện thoại đi. Tân Nguyễn lên số điện thoại nhá. Rồi cái này lên là mã số 24 ạ. Màu vàng 24 màu hồng cho em này. 27 cân đến 40 cân nhá. 27 cân đến 40 cân 119.000 đồng cho em nha. 119.000 đồng cho em nhá. Váy thủy thú vừa mới lên mã số 14 với giá là 109.000. Cái này lên cho em là mã số 24 nhá mọi người ơi. Mã số 24 nhá. 24 119.000 size 27 cân đến 40 cân cho em ạ. 27 cân đến 40 cân 119.000 đồng cho em. 119.000 đồng cho em nha. 119.000 đồng cho em. Hai chị đang làm cái kia là mã số, cái kia là số 38 à. Ờ chị làm thêm 38. Đang làm thêm 400 cái này rồi. Mình là chị làm từ 30 đến 36 thôi. Làm thêm 38 nhỉ. Rồi ok nha. À cái này lên cho em này. Cả tháng rồi chưa nhận được hả? Rồi ok, phạm hàng để em báo bên điện nhá. Mã số 24 cho em 119.000 đồng cho em nhá. 119.000 size từ 27 cân đến 40 cân 119.000 thô boy cao cấp cho em nha. Thô boy cao cấp. Mã này đây là 24 đi. 119.000 set này là mã gì? À đây vô cái gì nhỉ? Thủy thú là mã số 14 nhá. Thủy thú là 14 cho em này. Đây thủy thú đây ạ. 109.000 mã thủy thú cho em. Mà váy thủy thú cho em là mã số 14 nhá mọi người nhá. Thủy thú màu xanh với màu trắng 18 cân đến 38 cân thủy thú cho em 109.000. Chất liệu của nó là thô nến nhá mọi người nhá. Váy thủy thú cho em này. Đây ạ, thủy thú cho em là thô nến cho em 109.000. 109.000 cho em. Thủy thú là mã số là 14 nhá. 18 cân đến 38 cân xanh và màu trắng cho em. Rồi này set đây lên cái này, set này cho em này. Set này cho em này. Set này là mã số bao nhiêu? 23 cân có thủy thủ mà. 16. Rồi cái này 16 này. Chứ còn xét hồng và xét nữa bút đi. Rồi cái này lên cho em là mã số 16 này. 23 cân có. Chất thô nến. Cái gì? 27 đến 40 cân mặc cùng một size à? Sao lại mặc cùng một size được? Em đọc hàng, có nghĩa là hàng trẻ em là có một G5. Ví dụ G5 chẳng hạn. G5 là từ size to nhất đến size bé nhất. G5 cái nha. Thì phải đọc, em phải bây giờ bán hàng trẻ em thì phải đọc từ nhỏ nhất đến size lớn nhất chứ. Chứ bây giờ em đọc này 15, 16, 17, 18 đến tận 40 à. Đọc đến đến bao giờ? Nên là các chị phải hiểu cái ý của em này. Bán hàng trẻ em ở đâu người ta bán cũng thế. Đọc từ 17 cân đến 40 cân bao vừa là trong cái số khoảng đó là vừa nhá. Rồi mã này lên cho em mã số 16 này.
cân cho em mã này lên là 16 ạ. 145.000 đồng cho em. 145.000 mã này lên là 16, xếp chân váy rồi nhá. Cái này là xếp rồi cho em ạ, xếp quần rồi này. Cái này chân váy rồi và chân váy có quần nha mọi người nhá. Chân váy có quần cho em này. Đấy, chân váy có quần cho em này. À, chưa nhận được hàng á chị Kim Dung Bùi để em báo đi điện nhá. Rồi cái này lên là mã số 16 cho em màu trắng này, 16 lên cho em màu hồng này. Màu trắng màu hồng cho em này, mã hàng là 16 nhá. 16 cho em nhá. Xếp kẻ còn nơ, xếp kẻ còn nơ là cái xếp nào? Xếp kẻ còn nơ á. 16 nhá, cái này lên là 16 á. Chị nào lúc nãy đặt rồi thì không phải comment lại đâu nhá. Mã hàng 16 cho em, size từ 17 cân 4 tuổi cho em đến tầm 33 cân 10 tuổi. Lên số điện thoại đi chị ơi. Nguyễn Đôn lên số điện thoại nào. Nguyễn Đôn lên số điện thoại nào. Nguyễn Đôn lên số điện thoại. Các chị không có số điện thoại là không có đơn đâu nhá mọi người nhá. Rồi cái này lên cho em size 33 cân này, 33 cân cho em này. 33 cân cho em nhá. Từ 4 tuổi đến 3, 4 tuổi là 17 cân này, cho đến 33 cân này, 10 tuổi quay lại cho em nhá. 9 tuổi 35 cân có nhá, nhiều lắm. Mã này lên là mã số cho em là 16 cho em màu vàng này. 16 lên cho em màu hồng này. 16 nhá. Cái này lên là 16 cho em. 145.000 đồng một set cao cấp cho em, có quần ở trong nhá mọi người nhá. Có size 40 cân nhá. Có size 40 cân. 145.000 một set cho em, size 33 cân quay lại. 18, 17, 18 cân đến 33 cân nhá. Comment đúng mã hàng cho em, 16 kèm cân nặng, kèm số điện thoại cho em là có đơn nhá. 16 nhá. 16 đi. 16 cho màu hồng này, 16 cho em màu vàng này. 18 cân, 17, 18 cân 4 tuổi cho em nhá. Đến tầm 33 cân à, 33 cân 10 tuổi quay lại là mặc vừa cho em. 33 cân 10 tuổi quay lại 16, 145.000 đồng cho em nhá. 145.000 mã hàng là 16 cho em này. Màu hồng với màu vàng xinh lắm. 16 nhá. 16 đi ạ. 16 nhá, rồi lên cho em một cái váy cao cấp này rất là đẹp luôn này. Mã tin này. Mã tiếp theo lên cho em này. Váy này siêu đẹp luôn, cái này hàng hot luôn này. Bị thoa ra được đơn rồi nhá. Rồi mã tiếp theo. Mã tiếp theo lên cho em nha. Các chị đặt 16 cứ comment 16 cho em nhá. Kèm cân nặng, kèm màu đúng cú pháp cho em là có đơn. Mã hàng tiếp theo lên cho em là mã số 25 ạ. Mã số 25 cho em này, váy tin nhá, váy tin cổ lá cho em này. Cái này là cổ lá liền, váy tim cao cấp cho em, chất liệu cũng là thô boy cao cấp cho em này, không nhăn không nhàu cho em, thấm hút mồ hôi. Mã số 25 cho em full size là từ 17 cân đến 40 cân nhá. Với giá là 125.000 đồng một cái cho em. Mã này lên là 25 ạ. Mã số 25 cho em này. Mã số 25 125.000 đồng cho em. Lanh Lê lên số điện thoại đi ạ. Lanh Lê lên số điện thoại cho em nào. Rồi cái này lên là mã số 25 cho em nhé mọi người nhé. Lanh Lê lên số điện thoại nào. Mã số 25 cho em này, màu hồng này. Cái này là cổ lá liền, nơ liền cho em này. Mã số 25, size 17 cân này cho đến 40 cân ạ. Chị Lanh Lê lên số điện thoại chị ơi. Chị Lanh Lê lên số điện thoại này. Mã đầu tiên đặt hàng bên nhà em là phải có số điện thoại rồi các chị nhá. Cái này màu hồng ở bên ngoài là nó đậm hơn trên like nha các chị nhá. Màu hồng ngoài đẹp lắm. Màu hồng ngoài rất là đẹp luôn này, hồng phấn rất là đẹp. À, mã số 25 cho em 125.000 đồng nha. 17 cân đến 40 cân cho em ạ. 17 cân đến 40 cân cho em, 4 đến 10 tuổi mặc vừa nhá. 4 đến 10 tuổi mặc vừa cho em nhá. À, cái nâu đợi xíu lên lại cho. Mã số này lên là 25 đi. 25 màu hồng này, 25 lên cho em màu vàng này. Mã này lên là 25 cho em nhá mọi người nhá. Màu hồng với màu vàng 125.000. 125.000 đồng cho em full size từ 17 cân đến 40 cân. 17 cân đến 40 cân cho em nhé mọi người nha. Váy rất là đẹp, có 125.000 một cái thôi. 125.000 đồng một cái cho em. Mã số lên là 25 nhé mọi người nhé. 25 cho em hồng vàng, 25 cho em màu hồng, 25 lên cho em màu vàng này. Màu hồng màu vàng, cổ lá cao cấp siêu đẹp luôn cho em nha. Hoa nhí ở sau lưng à, đợi em xíu nhé. Hoa nhí sau lưng đợi em xíu nhé. Mã số 25 cho em đi. 17 cân đến 40 cân nhá. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi là mặc vừa đây. Màu hồng rung gần cho em là xinh lắm. Màu hồng ở trên like là nó đậm hơn một xíu á, thì rất là dễ thương luôn á. Chị nào thích nhẹ nhàng thì cho con mặc màu hồng cho em, còn không thì mặc màu vàng cho em cho nó nổi bật này. Đó, màu hồng nhá, màu hồng với màu vàng cho em. 125.000, 17 cân đến 40 cân nhá. Mã này là 25 nha các chị yêu nhá. Mã số 25 cho em đi. Mã hàng số 25. Mã hàng số 25 cho em.
125.000. Size 17 cân đến 40 cân nha. Lanh lê có rồi nhá. Lanh lê có rồi. À, lên mã xanh ở sau rồi, ok. Rồi mã này lên là 25 cho em nhá mọi người nhá. Xinh lắm. Cái này xinh lắm, không mua phí lắm, đẹp lắm. Dáng baby doll có thắt lơ ở sau này. Cái này là thắt dây ở sau cho em nhá. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi là mặc vừa cho em. Mã 25. 17 cân đến 40 cân mặc vừa hồng vàng cho em 125.000 cho em nha. Xinh cực kỳ luôn. Ở bên dưới này có đuôi cá này. Bên dưới có đuôi cá cho em này. 125.000 Quy Nguyễn có rồi nha. Các chị cứ comment đúng mã hàng kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em mà có đơn. Cho em xin một lượt chia sẻ like để không bị ẩn comment nha các chị nhá. Cho em xin một lượt chia sẻ like để không bị ẩn comment giúp em. Mã số 25 nè. 125.000 đẹp xuất sắc luôn. Đẹp nhỏ. Cái này xinh lắm. Vàng hồng cho em 17 cân đến 40 cân cho em nhá. Vàng hồng 125.000 đồng. Cái này đẹp lắm, mình mua hai màu của shop rồi. Cảm ơn chị Vân xinh Vân, cái này xinh lắm luôn á. Cái này xinh lắm ấy, em thấy cái này đẹp. Đẹp cực, cái này mặc lên nó nổi ấy. Vì là có cái cổ trắng thì nó rất là xinh. 125.000 nha mọi người nhá. 125.000. Rồi lên tiếp cho em mã hàng tiếp theo này. Rồi mã hàng tiếp theo lên cho em này. Rồi lên tiếp cho em một hàng hot nha. À cái này chưa lên lại nha các chị nhỉ. Rồi lên cho em set học sinh Bukhari này. Set này. Mã tiếp theo này. Mã tiếp theo đây là mã số 18 nha mọi người nhá. Set Bukhari cho em này. Set Bukhari quần có quần trong này. Dáng váy rất là dài. Mã tiếp theo lên cho em mã số 18 này. Đây là set nha mọi người, set rồi. Set rồi cho em. Mã hàng số 18 cho em này, set rồi nhá. Chị nào đặt rồi không phải đặt lại đâu. Mã số 18 này. Size là từ 18 cân cho đến 35 cân cho em. Mã hàng số 18 cho em với giá là 145.000 nhé em. Vải không bị da màu nha các chị ơi. Vải không bao giờ bị da màu luôn. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nhá. Và cố gắng đi đâu lấy hai sản phẩm trở lên giúp em nha các chị nhá. Rồi cái này đây là mã số 18 cho em, set Bukhari cao cấp. Cái này là set rồi cho em nhá. Chị nào có rồi thì đừng có đặt lại cái set này nữa nha. Full size là từ 17-18 cân này cho đến 35 cân cho em. Mã hàng số 18 cho em với giá 145.000 đồng. 18, 16 cũng là rồi nhá. 16 rồi, 18 rồi cho em này. Đây là set rồi nha các chị nhá. 16 rồi, 18 rồi cho em nhá. Đấy là set rồi. Set rồi, 18 cho em. Full size 18 cân cho đến 40, à đến 35 cân, 18 cân đến 35 cân. Ship toàn quốc là 30.000 thôi. Đơn trên 600.000 là nhà em miễn phí ship nhá. Đơn trên 600.000 em miễn phí ship cho các chị nha mọi người nhá. Em không bán áo rồi đâu. Cái này đi cả set cho em. Các chị mà mua mình cái áo này ở bên ngoài ít nhất là cũng phải rơi vào tầm 180-200.000 một cái áo đấy. Nhà em bán cả set có 145.000 thôi. Chất thô boy cao cấp cho em. Rất là mềm ạ. À. Áo rất là mềm. Mã số này lên là 18 cho em nhá mọi người nhá. Mà nay mua một váy hai áo được không chị? Một váy hai áo là sao nhỉ? Em không bán lẻ cái này đâu. Không, cái này em không bán lẻ đâu, em bán cả một set luôn ấy. Không, không bán lẻ đâu. Mã số 18 nha. Áo này tay đứng, mã số 16 là áo lửng mà đây là 16 này. 16 cũng là tay cộc tay này. 18 cũng là cộc tay này. Đang còn nóng vài lắm các chị ơi, chưa mặc hàng thu đông nhiều đâu em nói thật đấy. Mới mấy mấy hôm vừa rồi là có bão nên là mới lạnh thôi chứ còn bình thường nóng lắm. Rồi nhá, mã này lên là 18 nha mọi người nhá. Mã số 18 cho em size 18 cân cho đến 35 cân ạ. 145.000 đồng một set cho em nhá. Màu vàng với màu hồng, à quên, màu trắng với màu be cho em nhá. Màu trắng với màu be nhá mọi người nhá. Rồi lên mã tiếp theo cho em, mã cao cấp tiếp này. Cái mới này. Nó giống nhau quá. Set. Không, à đúng rồi, chân váy thì nó giống nhau nhưng áo khác nhau hoàn toàn. Nên là các chị mua một set thôi, mua một set màu và màu trắng hoặc là màu vàng là được nhá. Rồi lên tiếp cho em này. Cái này xinh á, cái này vừa mới bay xong, cổ vuông nhá mọi người nhá. Cái này cổ vuông cho em này, rất là xinh luôn. Chất liệu của nó là đùi gân ạ. Cái này là đùi gân này. Mã hàng tiếp theo lên cho em là mã số 26 nhá. Mã số 26 cho em, con này có size là 18 cân cho đến 40 cân. 18 cân đến 40 cân, mã số 26 cho em với giá 119.000. 119.000 đồng, mã số này đây là 26 cho em nhá mọi người nhá. Có màu xanh này, có bông hoa liền này. Cái này là hoa liền luôn vào váy nên các chị yên tâm là quay giặt máy giặt thoải mái cho em nhá mọi người nhá. Đấy, quay giặt máy giặt thoải mái cho em. Mã này đây là 26 đi. Cái này em có úp ở trên tường ấy, có ảnh thật chụp trái sàn úp trên tường nhá mọi người nhá. Và bây giờ em like trực tiếp luôn này. Với giá 119.000 một cái thôi. Mã này lên là 26.
319.000 đồng một váy cho em size là từ 17-18 cân 4 tuổi trở lên cho đến 40 cân nhá mọi người nhá. 40 cân quay đầu chị cho em. Chị Nguyệt Đoàn lên số điện thoại đi ạ. Chị Nguyệt Đoàn lên số điện thoại cho em nè. Lên 72 cân rồi đợi em xíu lên cho nhá. Xuân Lộc lên cái này, lại số điện thoại đi ạ. Nguyệt Đoàn lên số điện thoại này. Xuân Lộc lên số điện thoại này. Xuân Lực à, Xuân Lực này. Xuân Lực lên số điện thoại cho em này. Xuân Lực lên số điện thoại cho em này. Rồi cái này đây ạ. Nguyễn lên số điện thoại đi ạ. Nhân Nguyễn lên số. Nguyệt Đoàn lên số điện thoại. Nhân Nguyễn lên số điện thoại. Nguyệt Đoàn, Nhân Nguyễn lên số điện thoại. Nguyệt Đoàn lên số điện thoại. Mạnh Mạnh lên lại số điện thoại. Các chị ơi lên số điện thoại nào. Nguyệt Đoàn, Nhân Nguyễn lên số điện thoại này. Xuân Lực Đoàn lên số điện thoại lại đi, sai số này. Rồi cái này đây là 26 đi. Mã số 26 40 cân quay đầu cho em nhá mọi người nhá. Màu trắng này. Cái này rất là dễ thương mà chất nó bao giãn nha mọi người nhá. Xuân Lực Đoàn lên à cái gì đấy? Xuân Lực gì? Xuân Lực Mạnh. Xuân Lực Mạnh lên số điện thoại đi nào. Chị Xuân Lực Mạnh lên lại số đi, sai số rồi. Rồi cái này màu be này, 26 màu be này, 26 lên cho em màu xanh này. 119.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 119.000. Size cho bé là từ 17 cân đến 40 cân ạ. 4 tuổi đến 10 tuổi mặc vừa. Chị ơi bộ tim còn không bộ.